Hôm nay là ngày 16 tháng 4, ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử vụ án tham nhũng và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại ngân hàng ACB. Dù những cáo buộc của vụ án có liên quan đến nhiều thị trường tài chính, nhưng theo một số nhận định, trước mắt thị trường chứng khoán sẽ không chịu tác động đáng kể nào trong suốt quá trình diễn ra phiên xét xử từ nay đến ngày 29 tháng 4. Theo một số nhận định, diễn biến phiên xử vụ án tham nhũng làm trái các quy định về quản lý kinh tế nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng của bị cáo Nguyễn Đức Kiên sẽ khó có khả năng gây ảnh hưởng lớn lên các thị trường tài chính như là vàng bạc hay là chứng khoán ngân hàng. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra thị trường chứng khoán trong những ngày tới. Những đợt xét xử những cái vụ án tham nhũng lớn trước như vụ ở Vinalize hay vụ của Huyền Như thì thị trường chứng khoán đều trải qua rất là êm ả. Và mình nghĩ là phương án ảnh hưởng đến những cái ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán hoặc là những tâm lý nói chung thì có thể cũng đã nằm trong cái phương án xử lý của các cơ quan nhà nước nếu trường hợp đấy có xảy ra. Kể cả đối với cổ phiếu của ngành ngân hàng, đặc biệt là cổ phiếu của ACB, nơi vẫn còn quan hệ cho vay hàng ngàn tỷ đồng với nhóm doanh nghiệp của bị cáo Nguyễn Đức Kiên. Đại diện của nhà môi giới lâu năm trên vẫn khẳng định, cho dù tòa án có ra kết luận gây ảnh hưởng đến ngân hàng có liên quan, thì cổ phiếu ngành này vẫn sẽ khó mà thay đổi giá trị trong mắt các nhà đầu tư. Cổ phiếu ngân hàng thì hiện tại không được ưa thích nhiều, bởi vì có quá nhiều rủi ro, đặc biệt rủi ro nợ xấu. Cho nên nếu như có ảnh hưởng và ảnh hưởng đến tiêu cực, thì mức biến động giá của họ cũng không quá nhiều để phải quá lo ngại. Tại đại hội cổ đông thường niên của ACB hôm 14 tháng 4, đại diện ngân hàng này khi trả lời chất vấn về số tiền đang cho vay với nhóm các công ty liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, đã cho biết là hiện ACB đã thu được 18% tổng số nợ này. Phần nợ còn lại ước hơn 5.800 tỷ đồng, trong đó dự kiến ACB sẽ thu lại được khoảng 3.000 tỷ trong năm nay. Vào lúc 14 giờ 20 phút chiều nay, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe của bị cáo Trần Xuân Giá không bảo đảm để tham dự phiên tòa.